Nếu bạn đang tìm kiếm một tượng Di Đà cao 22cm sơn xanh ngọc chất lượng cao để thờ cúng, đồ thờ Đức Hiệp là một lựa chọn tốt. Với kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhiều không gian thờ cúng. Chất liệu gỗ cao cấp, bền đẹp. Màu sơn xanh ngọc sang trọng, trang nhã. Đồ thờ Đức Hiệp là cơ sở uy tín, lâu đời trong việc cung cấp tượng Phật. Bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm tượng Phật khác tại đồ thờ Đức Hiệp để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.